Thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, hậu phương Thanh Hóa không chỉ là nơi cung cấp phần lớn sức người, sức của và lực lượng quân chủ lực cho chiến dịch, Thanh Hóa còn là nơi cung cấp nguyên vật liệu và đặt các xưởng sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ kháng chiến. Do yêu cầu sử dụng gang trong sản xuất súng đạn lớn, tháng 9 năm 1951, Cục Quân giới Việt Bắc đã cho xây lò cao sản xuất gang, sau này có tên là Lò Cao Kháng Chiến Hải Vân thuộc huyện Như Xuân, trước kia và nay là Như Thanh. Để xây dựng lò cao, cán bộ công nhân quân giới đã vận chuyển hàng trăm tấn máy móc thiết bị nguyên vật liệu từ các xưởng ở Nghệ An ra và Hà Nam vào. Đây là một xí nghiệp lớn của Cục Quân giới, đã khắc phục muôn vàn khó khăn nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cung cấp gang cho công cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp mà kết thúc bằng thắng lợi Điện Biên Phủ. Trong thời kỳ lò cao kháng chiến Hải Vân hoạt động, ông Lê Huy Quân ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh theo gia đình di tản vào khu vực gần lò cao để tránh bom. Ông được chứng kiến quá trình vận chuyển nguyên liệu sản xuất cũng như sản phẩm từ hang Hải Vân ra Bến Sung để đưa đến các xưởng sản xuất quân giới trong và ngoài tỉnh. Đường còn chạy từ đây ra đến giáp bờ sông Bến Sung mà ở và mở một cái bến gọi là bến Dốc Đỏ đấy, ở đó và bốc vật liệu từ quặng từ đó lên để trở về đây. Và tôi biết là cái sản phẩm đây sản xuất là sản xuất axit này, rồi sau người ta lấy cái phân rơi ở xung quanh đây để sản xuất ra một cái loại thuốc súng rồi. Trở lại thăm di tích lò cao kháng chiến Hải Vân, ông Lương Minh Công ở thị trấn Bến Sung mới hình dung hết được tầm vóc của lò cao kháng chiến. Vì lúc đó, mọi hoạt động sản xuất bí mật, chỉ có công nhân mới được vào trong khu vực lò cao. Pháp thì nó đánh, chủ yếu nó đánh cái chỗ này, nhưng mà cái lò cao kia đấy là không ảnh hưởng. Bởi vì ở trong này thì chịu ném bao nhiêu lần cũng không bom không rơi vào được. Xuống cái lòng sông này, cái lòng máng này, với lại cái lòng 10 của cái trong kia. Trong 9 năm trường kỳ kháng chiến, ngoài nhiệm vụ đảm nhận vai trò hậu phương chiến lược, cung cấp phần lớn lương thực thực phẩm phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa còn là địa phương có nhiều công binh xưởng sản xuất vũ khí. Trong năm 1953-1954, cả nước có 42 xưởng cơ giới sản xuất súng đạn do Bộ Quốc phòng và Liên khu 4 quản lý, thì có 15 xưởng đặt tại các địa phương của tỉnh Thanh Hóa, gồm các xưởng quân giới Phạm Hồng Thái, xưởng quân giới Cao Thắng, lò cao kháng chiến Như Xuân và các xưởng quân giới khác đã sản xuất được nhiều loại vũ khí cung cấp cho bộ đội như súng DKZ, cối, thủy lôi, mìn, v.v. Ngoài cái nhân tạo và lực thế nhiều thì lại cái vùng đất gọi là cái đông dân nhiều cỏ và nhiều cái khoáng chất thì như ở Cẩm Thủy, như ở Thường Xuân, như ở Như Xuân, cho nên nó có cái lò nấu gang, lò gà, lò cao Như Xuân mà ông Võ Nguyên Giáp trong hồi ký của mình là chính cái lò gang Như Xuân là đặt cái nền móng đầu tiên cho kỹ nghệ nặng Việt Nam, tức là cho nền công nghiệp của Việt Nam. Thế thì nó là cái đóng góp như thế. Cái đóng góp nữa là ngoài ra thì là tức là nhiều nhân tài chuyên môn đóng góp vào. Trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các công binh xưởng Việt Nam đã tự sản xuất được nhiều loại vũ khí khí tài để đáp ứng tại chỗ vũ khí chiến đấu cho quân đội. Kỳ tích tự sản xuất vũ khí khí tài trong kháng chiến chống thực dân Pháp có sự đóng góp không nhỏ của đất và người Thanh Hóa.